Cửa hàng Lột Máy Cưa xin chào toàn thể các quý vị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2024. Cả chúng em lên một cái video giới thiệu cho anh em hai mẫu máy cưa xích mà cả chúng em bán thanh lý luôn. Đấy, bán bằng cái giá nhập vào luôn anh em nhá. Đấy, đầu tiên là lô này là lô chữ A này, A1 và con A2. Hai con này thì thật sự đó là mẫu để cho anh em nhu cầu sử dụng ít, sử dụng gia đình. Nói chung là anh em nào mà dưới ngả đồng bằng đấy ạ, về làm vườn làm rẫy không có nhiều, đôi khi là 10 ngày này, nửa tháng hoặc là có khi cả tháng mới bỏ ra sử dụng để cắt chơi chơi đấy ạ. Đấy, và đang cần tìm một chiếc máy cưa xích hạt rẻ nhưng mà đảm bảo chất lượng ấy ạ. Thì hai con này thì chất lượng vẫn là đảm bảo cho anh em nhá. Đấy, cửa hàng chúng em đã kiểm nghiệm và đã kiểm tra hết rồi. Đó, giá thành thì con này là hàng mini tay cụt cho anh em nha. Con A1 này đây. A1 này là con máy mini tay cụt này. Đấy, giá thì chỉ có 1.250.000 thôi đấy. Bày báo ship cho anh em luôn nhá. Còn cái con A2 là cái con máy công suất to để cho anh em về cắt hạ gốc cây. Con này là 1.500.000. Đó, ví dụ tại sao mà đánh dấu ký tự là cái chữ A này đây? Thì để thuận tiện cho anh em đặt hàng. Ví dụ là anh em đang ưng con này mà không biết tên con máy là con gì thì bảo anh muốn mua con A1 hoặc là anh muốn mua con A2 là được anh em nhá. Hai mẫu này thì để cho anh em về sử dụng gia đình nhá anh em nhá. Đấy, đây một con đầu tiên này này. Cái con này thì nó là hàng tay cụt cho anh em, hàng cưa xích Kamatsu. Đó, máy này là máy mới 100% luôn anh em nhá. Đấy, máy này là máy mới 100% luôn. Giá bán thì chỉ có 1.250.000 thôi. Nhưng mà sử dụng thì vẫn đảm bảo cho anh em nhá. Con này lam của nó sẽ dài là 30cm. Xích là xích 91. Xích này là 22 mắt xích anh em nhá. Đó, cân nặng con này thì nó chỉ tầm khoảng 3,5kg thôi. 3kg đến 3,5kg thôi nhá. Đây, hai ốc chân lam vẫn trực tiếp vào khóa 13 này. Đó, dòng Kamatsu này. Đây, thấy không? Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ luôn. Con này thì cho anh em leo trèo trên cao, cắt tỉa cành, tỉa nhánh, hoặc là anh em lớn tuổi rồi đấy ạ. Thay vì anh em cầm cái tay, cái cưa tay mà đi cưa từng cách một ấy thì cành một ấy thì đây, con này thì nó hợp lý hơn anh em nhé. Đấy, giá bán thì chỉ có 1.250.000 thôi. Rất là rẻ đúng không anh em? Rồi, giật test nổ cho anh em nghe qua nhá. Nhẹ nhàng nha anh em nha. Đó, dòng này thì nó sẽ tích hợp cho anh em là cái núm bơm xăng phụ này. Đó, cưa xích Kamatsu anh em nhá. Máy này là máy mới 100%, giá bán thì quá là hợp lý cho anh em rồi. Cửa hàng chúng em bán thì lời lãi cái tình cảm là chủ yếu anh em nha. Đó, con này thì về cho anh em đấy, nhu cầu anh em sử dụng ít thì lấy con này cho nó thoải mái anh em nhá. Giá thành thì nó vừa phải cho anh em. Hoặc là anh em lớn tuổi rồi đi ạ thì không cầm được máy to ấy thì chơi cái con này cho nó nhẹ nhàng cho anh em. Đó, dòng này thì dòng động cơ xăng pha nhớt anh em nha. Đó, rồi qua con A2 là cái con máy công suất to hơn cho anh em. Con này thì nó để cho anh em chuyên về cắt hạ gốc cây đây. Đấy, cắt hạ gốc cây hoặc là anh em về sử dụng khai thác tầm trung anh em nhá. Đó, thương hiệu Nakata này, lam của con này sẽ dài là 55cm cho anh em đầy đủ luôn anh em nhá. Đó, xích của con này là xích 34 mắt xích. Xích này là xích lớn luôn anh em. Đó, lốc hợp kim nhôm này, lỗ bô ba cửa xả rất là khỏe nha, có hàm rồng găm gỗ đầy đủ. Và đặc biệt con này thì nó là hàng công suất to nên là nó sẽ thiết kế cho anh em cái trục giật trợ lực để cho anh em giật nó nhẹ nhàng hơn. Nòng của con này là 45mm, công suất là 54cc nha. Lam sẽ dài 55cm cho anh em. Đấy, sử dụng hai ốc chân lam vẫn trực tiếp vào khóa 13 này. Đó, con này thì để phù hợp cho anh em này về sử dụng cắt hạ gốc cây hoặc là sử dụng khai thác, nói chung là để cắt gỗ lớn đấy anh em. Đó, có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ luôn anh em nhé. Máy này cũng là máy mới 100% cho anh em. Đấy, dòng này thì nó là hàng động cơ to nhé anh em nhé. Và con A1 này là máy nhỏ này. Đấy, anh em nào mà đang cần tìm máy nhỏ thì có thể lấy con A1. Còn anh em nào thích máy to thì lấy con A2 nhá. Hai con này thì giá chỉ có trên 1 triệu thôi anh em. Đấy, và lại toàn bao ship cho anh em tới toàn quốc luôn anh em nhá. Rồi, anh em nào cần thì sao gọi ngay cho bên em luôn nhá.